tin tức làm đẹp xin giới thiệu đến bạn. Thực phẩm chức năng có phải là thuốc không? Thực phẩm chức năng có phải là thuốc không là nỗi băn khoăn không của riêng ai. Vì vậy, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhiều hơn sự thật về sản phẩm này. Từ trước đến giờ, thực phẩm chức năng luôn được quảng cáo với công dụng hỗ trợ điều trị các bệnh mãn tính. Vậy thực phẩm chức năng có phải là thuốc không? Thực phẩm chức năng và thuốc khác nhau như thế nào? Uống thực phẩm chức năng có hại thận không? Là những thắc mắc bạn sẽ được giải đáp ngay trong bài viết dưới đây. Giải đáp, thực phẩm chức năng có phải là thuốc không? Tổng quan về thực phẩm chức năng. Thực phẩm chức năng không phải là thuốc. Cụm từ thực phẩm chức năng được dịch từ cụm từ functional foods trong tiếng Anh. Nó còn có tên gọi khác là dietary supplement. Những sản phẩm này có công dụng chính là hỗ trợ việc điều trị bệnh nhanh chóng và hiệu quả hơn, cung cấp cho cơ thể những chất dinh dưỡng bị thiếu hụt, giúp tăng cường hoạt động của các cơ quan trong cơ thể trong quá trình điều trị bệnh. Thực phẩm chức năng không những dễ nhầm lẫn với thuốc mà còn có thể nhầm lẫn với các thực phẩm thông thường. Đơn cử là sữa được bổ sung DHA gọi chung là thực phẩm chức năng hỗ trợ phát triển trí não ở trẻ. Thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ tự nhiên. Thực phẩm chức năng có phải là thuốc không? Tất nhiên là không, vì nguyên liệu để tạo ra thực phẩm chức năng rất khác biệt so với thuốc. Hiện nay, các thực phẩm chức năng thường được tinh chế từ những thành phần thiên nhiên quý giá như thực phẩm chức năng bổ sung omega 3 thường được điều chế từ dầu cá hồi. Thực phẩm chức năng bổ sung vitamin A thường được sản xuất từ quả gấc, cà chua, cà rốt. Thực phẩm hỗ trợ điều hòa mỡ máu, chống béo phì thường được điều chế từ những loại hoa quả thiên nhiên có hàm lượng chất xơ cao như mướp đắng, quả bầu. Sản phẩm bổ sung IO tăng cường trí nhớ và hoạt động của não bộ thường được điều chế từ rong biển. Được sản xuất theo công nghệ sinh học. Có thể nói, các sản phẩm chức năng ra đời ngày càng phong phú đa dạng là nhờ vào sự phát triển của công nghệ sinh học. Tùy vào mục đích của nhà sản xuất, thực phẩm chức năng sẽ ở một trong hai dạng sau đây. Thực phẩm chức năng dạng tương đương thuốc với công dụng hỗ trợ điều trị bệnh, Alicamon Medical Foods. Thực phẩm chức năng bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết, nữ chay siêu tích. Loại này có thành phần chính là các chất cơ thể rất khó khăn để tự tổng hợp qua chế độ ăn uống thông thường. Ưu điểm của thực phẩm chức năng. Sau khi trả lời câu hỏi thực phẩm chức năng có phải là thuốc không, hãy cùng tìm hiểu về các lợi ích đáng quý của nó bạn nhé. Bổ sung các chất dinh dưỡng chính yếu cho quá trình sinh hóa của cơ thể. Bổ sung các chất cần thiết cho chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Thay thế hoàn toàn bữa ăn bình thường, sử dụng trong điều kiện người bệnh không thể ăn uống. Thực phẩm chức năng được điều chế dưới dạng viên, dạng bột, dễ cất trữ, sử dụng và mang đi. Chủng loại thực phẩm chức năng rất đa dạng, do vậy bạn có thể dễ dàng chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu và tình trạng thể chất của mình. Thực phẩm chức năng không còn kê toa, vì vậy bạn có thể mua sản phẩm tại nhiều cửa hàng khác nhau. Người sử dụng thực phẩm chức năng thường ý thức cao hơn trong việc chăm lo sức khỏe cho bản thân. Lưu ý khi mua thực phẩm chức năng. Nên mua thực phẩm chức năng tại những cửa hàng uy tín, tránh trường hợp mua nhầm hàng giả, hàng kém chất lượng. Nếu sử dụng sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Tổng kết. Chúng tôi rất vinh hạnh khi bài viết này có thể giúp bạn giải đáp thắc mắc về thực phẩm chức năng có phải là thuốc không. Đồng thời bài viết cũng đưa ra một số thông tin hữu ích về công dụng và những điều cần lưu ý khi sử dụng thực phẩm chức năng. Nếu bạn còn băn khoăn không biết nên lựa chọn thực phẩm chức năng như thế nào, hãy liên hệ đến Phương Anh để được tư vấn miễn phí bạn nhé.